Xin hân hạnh giới thiệu bột nêm Marcel sản xuất tại Úc, một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, chiết xuất từ rau củ quả, đặc biệt không gluten, không bột ngọt, không đường hóa học. Một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho các cụ ông cụ bà. Sản phẩm được bán rộng rãi tại các siêu thị người Việt với hai kích cỡ, độc quyền cho cộng đồng người Việt là 800g và 250g. Chúng tôi đang cần đại lý từ khắp nơi trên nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0452 067 535. Để đến với DMJ Gems kim cương nhân tạo lab-grown diamond và Moissanite 3D Arizona, DMJ Gems chuyên cắt kim cương nhân tạo có giấy giám định quốc tế như là GIA và IGI. Chúng tôi chuyên bán sỉ và lẻ, đặc biệt kim cương thiên nhiên, và chúng tôi có đủ loại hình dạng và đủ màu sắc cho các loại kim cương như lab diamond, natural diamond và Moissanite. Chúng tôi bảo đảm hoàn tiền lại 100% nếu không đẹp như kim cương thiên nhiên. DMJ Gems đang sell toàn Moissanite 3D Arizona made in USA, hiệu Forever One và Mean Forever, 1 carat nước DFL Super Super Ideal cut 500 mỹ kim lab-grown diamond hiệu IGI và GIA 1.17 carat nước D VVS1 Ideal cut 1.500 mỹ kim GIA 2.500 mỹ kim 2 carat nước E VVS2 Ideal cut 1.900 mỹ kim GIA 4.200 mỹ kim. Xin gọi DMJ Gems 480-289-1696 hoặc Zalo 480-289-1696. YouTube DMJ Gems, free shipping, free refund, giá wholesale và đang cần đại lý trong và ngoài nước. Website dmjgems.com. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh để trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023. Và kính thưa quý vị khán giả, như thông lệ, mỗi một tuần lễ vào ngày thứ Sáu thì các tiểu bang và lãnh thổ thường cập nhật về những thông tin số ca dương tính với COVID-19. Và ngày hôm nay, mặc dù chúng tôi chưa có đủ thông tin từ tất cả mọi nơi, tuy nhiên thông tin sơ khởi cho thấy là số ca nhiễm đang gia tăng, đặc biệt khi mà nước Úc đã chính thức bước vào mùa đông kể từ ngày hôm qua 1 tháng 6. Một cách chi tiết hơn thì ngày hôm nay tiểu bang New South Wales đã có 13.480 ca nhiễm mới. Đây là một nhân số thấp hơn chút ít so với hơn 14.000 ca nhiễm vào tuần trước đây. Tuy nhiên, số người tử vong tại tiểu bang New South Wales thì vẫn hãy còn rất cao là 64 người. Và tình trạng này tương tự cũng đang xảy ra tại Victoria, tại Tây Úc và tại những nơi khác. Và chính vì vậy mà ngày hôm qua, y sĩ trưởng liên bang giáo sư Paul Kelly một lần nữa đã kêu gọi tất cả những ai chưa chủng ngừa COVID-19, những cái mũi cho booster, có nghĩa là mũi tăng cường, thì chúng ta hãy lập tức làm việc này. Kèm theo đó, chúng ta cũng nên chủng ngừa bệnh cảm cúm, bởi vì cả hai loại nhiễm vi khuẩn cúm hoặc là virus COVID-19 đều có cùng những cái triệu chứng và đều có một cái nguy cơ gây nên tình hình tử vong rất cao trong mùa đông năm nay. Và tương tự thì dịch bệnh COVID-19 hiện nay cũng đang được quan tâm rất nhiều trong chuyến viếng thăm Singapore lần này của Thủ tướng Úc Albanese. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay thì Thủ tướng Albanese đã tới Singapore để dự cái diễn đàn đối thoại về an ninh là Shangri-La lần thứ 20, và ông cũng sẽ có bài phát biểu khai mạc tại diễn đàn này vào tối nay. Và đây là một diễn đàn an ninh thường niên trong khu vực được tổ chức hàng năm và có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng rất nhiều nước, trong đó có cả Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, lịch trình hoạt động của Thủ tướng Albanese tại Singapore cũng đã bị thay đổi chút ít, do nhà lãnh đạo Singapore là Thủ tướng Lý Hiển Long đã bị dương tính với COVID-19 và cần phải cách ly. Ông Albanese thì đáng lẽ sẽ gặp Thủ tướng Lý Hiển Long trong cái cuộc đàm phán song phương thường niên được tổ chức giữa lãnh đạo Úc và Singapore. Nhưng mà ngay trước khi lên đường vào chiều ngày hôm qua thứ Năm, thì Thủ tướng Albanese đã nhận được thông báo là người đồng nhiệm Singapore đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nên không thể gặp ông Albanese như kế hoạch đã định trước đây. Do vậy, ông Albanese sẽ chỉ gặp Phó Thủ tướng Singapore là Lawrence Wong, người đang giữ chức vụ cao nhất ở Singapore là quyền Thủ tướng trong thời gian ông Lý Hiển Long vắng mặt. Cuộc gặp này chủ yếu tập trung vào việc là tăng cường hợp tác song phương, bao gồm cả việc mà thực hiện cái thỏa thuận kinh tế xanh được Singapore và Úc Châu ký vào tháng 10 năm ngoái 2022. Và hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về việc mà tăng cường các cái vấn đề về đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng, cũng như hợp tác quốc phòng và các cái quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai bên.
Và kính thưa quý vị, đây cũng như được coi như là chuyến công du chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Albanese đến Singapore ngay sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Shangri-La ở Singapore chiều tối ngày hôm nay. Sáng ngày mai, Thủ tướng Albanese sẽ lên đường công du Việt Nam và đây cũng là chuyến công du chính thức của Thủ tướng Albanese đến Việt Nam. Và như chúng tôi đã loan trong những bản tin của Vietfay TV cũng như chương trình điểm báo những ngày trước đây, thì trong cái chuyến viếng thăm Việt Nam lần này, chính phủ Albanese một lần nữa muốn xác định lại vai trò của Việt Nam là một trong những khu vực trọng tâm của chính phủ ở khu vực Đông Nam Á. Và Việt Nam cũng đang được coi như là một đối tác đang lên và đáng tin cậy của chính phủ Úc. Ngoài ra, trong sinh hoạt quốc nội, ngày hôm nay thì cũng là ngày cuối cùng của Thủ hiến McGowan trong vai trò Thủ hiến của tiểu bang Tây Úc. Nhìn lại 6 năm qua, khi ông nắm giữ vai trò này, thì có rất nhiều những cái di sản mà Thủ hiến McGowan đã để lại cho cư dân của tiểu bang Tây Úc. Tuy nhiên, cũng có những điều còn đang dang dở, ông chưa thực hiện được. Nhưng mà nhìn chung, theo đánh giá của các chuyên gia, thì di sản để lại nhiều hơn là những dự định còn dang dở. Và một trong những di sản được cho là rõ ràng nhất, đó là cái sự thương lượng của ông McGowan với chính phủ liên bang. Trước đây là với chính phủ của Thủ tướng tiền nhiệm là Scott Morrison, cũng như Thủ tướng Albanese, về việc gia tăng sự phân chia lợi nhuận thuế GST cho người dân ở tiểu bang Tây Úc. Hiện nay thì mỗi một đồng tiểu bang Tây Úc đóng thuế GST lấy lại được gần 70 cent. Và đó cũng được coi như là mức thuế cao nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, trong vấn đề hạ tầng cơ sở, thì Thủ hiến McGowan cũng đã xây dựng một cái hệ thống Metronet được cho là đem lại lợi ích rất nhiều cho người dân của tiểu bang. Và cũng chính vì vậy, ông được coi là ngôi sao nhạc rock hàng đầu đã đạt được một cái mức độ ủng hộ chưa từng có của cử tri trong cái nhiệm kỳ lần thứ nhì của mình. Và tất nhiên sự ra đi này của ông cũng đã làm cho cử tri tại Tây Úc rất là luyến tiếc, bởi vì ông chính là người đã đưa Tây Úc trở thành tiểu bang duy nhất tại Úc Châu đạt được thặng dư ngân sách trong suốt thời kỳ đại dịch Covid-19. Nếu nói không ngoa thì Tây Úc cũng là nơi duy nhất có được thặng dư trong đại dịch vừa qua, và đó là những thành công rất đáng kể của Tây Úc dưới thời của Thủ hiến Mark McGowan. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là thấy là Thủ hiến của tiểu bang Tây Úc là đã có rất nhiều thành công trong 6 năm cầm quyền vừa qua. Và đầu tuần tới, từ thứ hai, thì người dân Tây Úc sẽ hy vọng là thủ hiến mới của tiểu bang mình, dự kiến là phó thủ hiến Roger Cook sẽ lên cầm quyền, sẽ tiếp tục có được những cái thành công tương tự như ông McGowan đã làm cho tiểu bang Tây Úc. Còn thưa quý vị và các bạn, là tại phiên điều trần của Ủy ban Ước chi Thượng viện vào ngày hôm qua, thì có một vấn đề tranh cãi rất là nóng khi mà phó lãnh đạo của Đảng Tự do là bà Susan Lee cũng đã chất vấn Bộ trưởng Y tế Mark Butler về mối liên hệ của vợ ông với một công ty tên là 89 Degrees, có thể tạm dịch là 89 độ đông, bởi vì công ty này mới giành được một cái hợp đồng ký với chính phủ của Thủ tướng Albanese có cái giá trị lên tới 23 triệu đô la. Vợ của Bộ trưởng Y tế Mark Butler thì là bà Danielle Ritoro, từng làm việc bán thời gian tại công ty này, nhưng mà mấy ngày vừa qua thì bà cũng đã xin nghỉ việc. Thực tế thì từ tháng 10 năm ngoái 2022 thì ông Butler cũng đã viết thư riêng cho Thủ tướng Albanese nêu rõ công ăn việc làm của vợ ông để cho thấy là không ảnh hưởng hay chịu tác động gì từ việc mà ông giữ chức Bộ trưởng Y tế. Bởi hợp đồng làm việc của bà với công ty này cũng đã kết thúc vào cuối năm 2021. Nhưng mãi vào tháng 2 năm 2023, tức là vừa qua, khi vợ ông trở lại làm việc tại công ty này thì vấn đề lại trở nên khá phức tạp. Việc bà Ritoro nghỉ việc đã khiến cho phe đối lập, tức là Đảng Tự do, nghi ngờ chủ nhân công ty này đã tận dụng việc có nhân viên là vợ của một bộ trưởng trong chính phủ để giành hợp đồng với chính phủ. Khi mà Ủy ban Ước chi dành cái thỏa thuận cho Hội đồng các tổ chức doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, trang news.com.au thì cũng cho rằng quyết định bà nghỉ việc là vì lý do gia đình, chứ hoàn toàn không liên quan đến cái thỏa thuận đầy tranh cãi ở từ Quốc hội ngày hôm qua. Và trong hợp đồng làm việc mà vợ ông Butler ký với công ty 95 Degrees cũng có điều khoản nêu rất rõ rằng là bà không làm bất cứ công việc nào liên quan đến chính phủ để tránh những cái điều tiếng không minh bạch vì có chồng là một quan chức trong chính phủ.
Trong đó, lĩnh vực nhân dụng ngày hôm nay 2 triệu 670.000 người được cho là sẽ được gia tăng lương bổng kể từ ngày 1 tây tháng 7 sắp tới, sau khi Ủy hội làm việc công bằng là Fair Work Commission đã loan báo sự gia tăng lương bổng ở mức cao chưa từng có là 5.75%. Đây là cái sự gia tăng cao hơn mức gia tăng trung bình trước đây là 5.25%. Và mặc dù 5.75% vẫn thấp hơn so với yêu cầu của Ủy hội của nghiệp đoàn ACTU là 7%. Tuy nhiên, phát ngôn viên của ACTU và cũng là tổng thư ký là bà Mali, bà McManus, ngày hôm nay cũng đã ca ngợi quyết định của Fair Work Commission vì đã gia tăng lương ở mức khá cao. Và mức gia tăng lương này đã làm cho giới chủ nhân khá là thất vọng khi mà giới chủ nhân chỉ đề nghị sự gia tăng nếu có ở mức tối đa là 3.5% mà thôi. Tuy nhiên, câu hỏi hiện nay được đặt ra là cái vòng lẩn quẩn gia tăng lương bổng và lạm phát có tiếp tục song hành hay không sau khi tỷ lệ lạm phát trong tháng 4 được xác nhận là đã gia tăng lên mức là 6.8%. Nay sự gia tăng lương bổng ở mức là 5.75%. Vậy thì quyết định của Ngân hàng Thủy Kim RBA vào ngày 6 tây tháng 6 sẽ như thế nào? RBA sẽ lại gia tăng lãi suất để kềm hãm sự gia tăng của lạm phát hay RBA sẽ giữ nguyên lãi suất? Đây là một trong những cái câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, ngân hàng ANZ là ngân hàng đầu tiên trong số tứ trụ ngân hàng ngày hôm nay đã đưa ra một cái nhận xét được cho là khá buồn lòng đối với những ai đang có nợ thế chấp, là lãi suất của RBA sẽ tiếp tục gia tăng, không những là một lần mà có thể sẽ gia tăng đến hai lần, từ mức 3.85% lên thành 4.3% trước khi RBA có thể tạm ngưng gia tăng lãi suất. Và đó là những thông tin tích cực về mặt lương bổng nhưng lại không tích cực về đời sống đắt đỏ, là bởi vì lạm phát vẫn gia tăng và lãi suất có thể sẽ gia tăng. Vâng, chúng ta sẽ chờ kết quả vào thứ ba tuần tới. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngược lại thì lại có một cái tin không vui cho những ai đang còn gánh cái khoản nợ sinh viên mang tên là HECHEP, mà như chúng tôi cũng đã nhiều lần loan tin. Thì chính thức kể từ ngày hôm qua, mùng 1 tháng 6, bất kỳ ai mà chưa trả hết nợ cái khoản vay này sẽ phải chịu cái mức tăng là 7.1%. Và đây là mức tăng lớn nhất trong 3 thập kỷ vừa qua do cái tỷ lệ lạm phát cao. Mặc dù các khoản vay dành cho việc học đại học này thì không tính lãi, nhưng mà đều được nhân theo tỷ lệ lạm phát hàng năm. Và trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt, giờ đây lạm phát đã gia tăng rất cao, nên cái mức tiền này đều được nhân với cái tỷ lệ là 7.1 như vậy. Và phân tích từ Hiệp hội Sinh viên Quốc gia thì cho thấy là tổng giá trị các cái khoản vay HECHEP như vậy sẽ tăng thêm là 4 tỷ 500 triệu đô la, với khoản nợ trung bình của mỗi người dự kiến cũng sẽ tăng thêm là 1.700 đô la. Và Hiệp hội này cũng đang kêu gọi là chính phủ nên đóng băng cái chỉ số gia tăng để tìm những cái giải pháp khác, đồng thời cho rằng động thái này là không công bằng, vì họ cũng tính toán rằng chính phủ cũng sẽ thu được thêm tới 2 tỷ 500 triệu đô la từ sinh viên, tức là chỉ riêng những sinh viên tốt nghiệp trong năm nay. Và kính thưa quý vị, sự gia tăng với những cái tiền, số tiền trả cho khoản nợ sinh viên này, mặc dù chính phủ luôn luôn nói là khoản nợ sinh viên này là không có lãi suất, nhưng mà cái sự gia tăng của tỷ lệ lạm phát từ mức 1.52% trong những năm 2017 cho đến 2021, trong năm 2022 vừa qua đã gia tăng đột phá, có nghĩa là gia tăng lên 3.9%, và năm nay thì tiếp tục gia tăng gấp đôi là 7.1%. Và đây là điều mà sinh viên cũng như là cựu sinh viên cho rằng nó không công bằng, là bởi vì lương của họ cũng không thể nào gia tăng ở mức là 7.1% được, trong khi nợ mà họ phải trả. Đáng lẽ những cái khoản nợ này chính phủ không nên gia tăng theo lạm phát, mà chỉ nên cố định ở cái số tiền mà sinh viên nợ mà thôi. Và vì vậy mà đang có những cái lời chỉ trích rất lớn cho rằng sinh viên không được công bằng khi họ phải nai lưng ra trả những cái khoản nợ gia tăng như thế này. Trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng thì thống kê mới nhất từ IAP là cơ quan truyền thông của chính phủ cho thấy là tổng số người mua nhà trong tháng 4 vừa qua đã giảm 2.9%, và đây là tháng thứ 3 liên tiếp mà số người mua nhà đã giảm sụt. Lý do là bởi vì khi mà lãi suất của RBA gia tăng thì số người đủ điều kiện để có thể vay được nợ thế chấp cũng đã bị giảm hạ. Và vì vậy mà những cái khoản nợ ngân hàng approve như là
đồng ý cho vay cũng đã giảm liên tục trong thời gian vừa qua, khiến cho cái giá trị cho vay nó đã giảm 3.8% xuống chỉ còn 15 tỷ 400 triệu đô la so với trước đây. Thì còn đây là một cái sự giảm sụt rất là đáng kể, mặc dù giá trị nhà cửa tại Úc vẫn hãy gia tăng, và đặc biệt là thị trường Sydney trong tháng 5 vừa qua giá nhà đã gia tăng ở mức là 1.8%, cao hơn rất nhiều so với sự gia tăng là 1.2% trên toàn quốc Úc Châu. Điều này cũng cho thấy một lần nữa là nếu không vay được tiền từ ngân hàng, người dân cũng sẽ có những cái kênh khác để mua nhà. Trong bối cảnh nhà cửa gia tăng là một cái điều mà các chuyên gia cho là khá bất hợp lý. Vâng, còn trong khi đó có một cái thông tin về sức khỏe. Thì thưa quý vị và các bạn, trước đây chúng ta cũng nói nhiều đến việc mà những cái thợ đá làm trong ngành xây dựng mà khi cắt xẻ đá thì cũng đã hít phải những cái bụi đá nhân tạo như vậy, và họ thường mắc những cái bệnh về phổi như là bệnh ung thư phổi hay là những cái bệnh được gọi là bệnh phổi silic. Nhưng hôm nay còn có một cảnh báo nữa đối với những người làm thợ hàn nề, mà báo chí nêu câu chuyện của một người thợ hàn nề tên là John Casey ở Melbourne. Thanh niên 29 tuổi này có thể làm việc tới 6 giờ một ngày và 6 ngày mỗi tuần. Và người này đều nhận thấy là mình đã hít phải những cái loại khói nguy hiểm trong công việc và cũng đã có lúc mắc bệnh viêm màng phổi. Và cũng có rất nhiều những công nhân làm việc hàn nề lâu năm cũng đã thừa nhận là hít phải những cái khói từ máy hàn và cắt kim loại sẽ gây ra cái tình trạng khó thở khi mà tiếp xúc với những cái khói này. Trong khi đó, một nghiên cứu vào năm ngoái 2022 của Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Lao động Quốc tế thì cũng cho thấy là những người làm công việc hàn xì có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn 48% so với những người bình thường. Ngay như giáo sư Tim Driscoll, Chủ tịch Ủy ban Ung thư Nghề nghiệp và Môi trường của Hội đồng Ung thư Úc Châu cũng đã cho biết, phần lớn những cái thợ hàn thì không bị mắc ung thư phổi, nhưng chắc chắn rằng việc tiếp xúc với khói hàn cũng làm tăng nguy cơ mắc cái căn bệnh chết người này. Và theo Hội đồng Ung thư thì việc tiếp xúc với bức xạ tia cực tím trong quá trình làm hàn cũng có thể gây ra những cái khối u ác tính ở trong mắt. Không chỉ những người đang hàn mà cả những người trong cái khu vực mà diễn ra cái việc hàn xì như vậy cũng có thể có nguy cơ bị mắc căn bệnh này. Và kính thưa quý vị, kế đến là thông tin dành cho người dân tại tiểu bang New South Wales. Sở Y tế New South Wales vừa nhắc nhở là tất cả những phụ huynh nào chưa sử dụng những cái phiếu phần thưởng gọi là voucher mà Sở Y tế New South Wales biếu tặng cho các quý vị phụ huynh. Mỗi một phụ huynh sẽ có được 3 phiếu, trị giá của mỗi phiếu là 50 đô la. Và những phiếu này chỉ có thể sử dụng cho đến ngày 30 tây tháng 6 năm nay mà thôi. Điều này cũng có nghĩa là chỉ còn 4 tuần nữa chúng ta có thể sử dụng loại phiếu này. Và khi chúng ta nhận được những cái phiếu voucher trị giá 50 đô la này, chúng ta có thể sử dụng để mua sắm đồng phục, mua sắm sách giáo khoa hoặc bất cứ một cái dụng cụ văn phòng phẩm nào cần thiết cho con cái của mình. Điều kiện thứ nhất là chúng ta phải có những con cái của chúng ta vẫn đang còn đang theo học, cho dù là học mẫu giáo hay là cho học đến lớp 12, và chúng ta phải là thành viên của My Service New South Wales. Bên cạnh đó thì những cái thẻ Medicare của quý phụ huynh cũng cần phải có kèm theo tên của con cái của mình. Và tất nhiên sau cùng là khi chúng ta sử dụng những cái voucher mua sắm này thì chúng ta cần phải sử dụng ở những nơi mà những cái cơ sở bán lẻ họ chấp nhận cái phiếu mua sắm, chẳng hạn như tại Post Office hoặc là tại Office Work, là những nơi chúng ta có thể dễ dàng sử dụng. Nếu chúng ta không sử dụng thì nó sẽ không còn có giá trị sau ngày 30 tây tháng 6 sắp tới. Vâng, các quý vị phụ huynh mà đang có con em theo học ở tiểu bang New South Wales cũng cần lưu ý, bởi nếu không sẽ rất lãng phí. Trong khi đó thì tại tiểu bang Nam Úc, thưa quý vị và các bạn, cảnh sát vừa bắt giữ một người đàn ông 80 tuổi nhận là cái chuyên gia tư vấn tài chính, khi mà người này lừa tới 6 người lớn tuổi 700.000 đô la bằng các kế hoạch là đầu tư ma, tức là những cái dự án đầu tư hoàn toàn không có thực trên thực tế. Cảnh sát cho biết là các nạn nhân đã dùng tiền trong cái quỹ hưu bổng của mình để đưa cho nhà thiết kế đầu tư này với hy vọng là số tiền sẽ sinh lãi lớn, nhưng mà kẻ lừa đảo lại sử dụng cái số tiền này cho những cái mục đích khác. Và các hành vi phạm tội này được cho là bị thủ phạm thực hiện kể từ năm 2005 đến 2017, khi người đàn ông này được tuyển dụng làm một nhân viên lập kế hoạch tài chính.
Và hiện nay các thám tử vẫn chưa xác định được là liệu có thêm những cái nạn nhân nào trong cái vụ lừa đảo của người này hay không. Và người này sẽ phải ra tòa trước tòa sơ thẩm vào tháng 8 tới. Và nhân vụ này thì cảnh sát cũng một lần nữa khuyến cáo cộng đồng cư dân là nên thận trọng với bất cứ lời mời kêu gọi đầu tư trực tuyến hay là trên những cái phương tiện truyền thông xã hội, khi mà ngày càng có những kẻ lừa đảo lợi dụng cái tình hình kinh tế khó khăn hiện nay để chiêu dụ các nạn nhân, đặc biệt là trên những cái trang web giả mạo. Trong khi đó, về trong vấn đề an toàn và đời sống, Cơ quan An toàn Giao thông vừa ra lệnh triệu hồi khoảng 40 chiếc xe của 3 thương hiệu khác nhau. Thứ nhất là Mitsubishi, thứ nhì là Kia và thứ ba là hai thương hiệu của châu Âu, đó là Peugeot và Citroën. Tất cả là bởi vì những cái dòng xe này đang có những cái khiếm khuyết kỹ thuật. Nếu không triệu hồi, nếu không được sửa chữa thì có thể gây nguy hiểm khi chúng ta sử dụng, cho dù là chúng ta tài xế hay là passenger. Với dòng xe Mitsubishi thì những cái chiếc xe Outlander của năm 2022 và 2023, hiện nay cái màn hình camera đang bị lỗi, không hiển thị khi mà chiếc xe gài cái số gia, có nghĩa là đi lùi, vì vậy rất là dễ gây tai nạn. Trong khi hãng xe Kia thì đang thu hồi hơn 10.000 chiếc Carnival mẫu xe từ năm 2020 cho đến năm 2023, cũng vì lý do là những cái thông tin thông báo người ngồi trên xe trong cái ghế passenger không hiển thị, và vì vậy có thể sẽ gây nguy hiểm hoặc là không an toàn. Nếu tai nạn xảy ra thì sẽ không thông báo kịp thời cho người passenger. Riêng với hai dòng xe của châu Âu là Peugeot và dòng xe Citroën thì khoảng 3.000 chiếc đang được yêu cầu triệu hồi. Những chiếc xe này được sản xuất từ năm 2017 cho đến năm 2020. Những cái thông tin chúng tôi đang cho chạy trên màn hình. Nếu quý vị là chủ của những cái dòng xe Mitsubishi hoặc là Kia hoặc là Peugeot và Citroën thì quý vị có thể theo dõi thông tin này để chúng ta kịp thời sửa chữa những chiếc xe của mình. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, ở tiểu bang Victoria thì có một gia đình 3 người đã may mắn thoát nạn mà không hề hấn gì, sau khi có một chiếc xe tải đầu kéo lớn không có người lái tự lăn xuống một ngọn đồi và lao vào phòng ngủ của một ngôi nhà ở Geelong vào khoảng lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua. Vụ việc xảy ra trong cái thời điểm mà khi đó trong nhà đang có một cặp vợ chồng ở độ tuổi 40 và một thiếu niên, tuy nhiên là họ không bị thương. Người lái xe thì là một người đàn ông 61 tuổi, không ở trong xe vào thời điểm đó. Tuy nhiên, ông cũng đã bị cảnh sát thẩm vấn. Cảnh sát cho rằng chiếc xe đã đậu trên đường. Đây là đường North Valley ở một vùng ngoại ô thuộc tiểu bang Victoria. Nhưng mà không hiểu lý do gì đã tự lăn bánh xuống ngọn đồi dốc, đâm vào một chiếc xe khác trước khi lao vào căn nhà này, khiến căn nhà một tầng bị hư hại khá nặng. Và giới chức Victoria nghi ngờ là hệ thống phanh của chiếc xe rơ móc này có thể đã bị hỏng. Và họ cũng thấy có sự rò rỉ dầu, điêu rồ nhẹ tại hiện trường. Và hiện nay cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để xem tại sao chiếc xe có thể tự lăn vào nhà dân như vậy. Và cũng thông tin từ Victoria, kính thưa quý vị, một cái vụ trộm rất là hy hữu đã xảy ra vào khoảng nửa đêm ngày 29 tây tháng 5, kéo dài cho đến rạng sáng ngày 30 tháng 5, khi mà chủ nhà sau khi thức giấc đã phát hiện một cái con chó quý của mình, đó là chú chó bu của Pháp 5 tháng tuổi có tên gọi là Daisy, trị giá thị trường khoảng 15.000 đô la, đã bị biến mất và cũng không rõ là bọn trộm đã vào nhà bằng cách nào và đã dẫn con chó này đi như thế nào. Mà những con chó còn lại, bởi vì gia đình này nuôi đến 5 con chó, 4 chú chó còn lại là không hề sủa một tiếng nào, có nghĩa là mọi người đã nghi ngờ có thể là một cái người quen. Cho nên chó mới ngoan ngoãn để mà họ ra tay như vậy. Nhưng dù muốn hay không thì cảnh sát cũng đang vào cuộc để điều tra, là bởi vì thông thường những cái con chó đắt tiền như thế này thì chủ nhà luôn luôn cho những con chú chó mang những con chip bên mình, và cảnh sát có thể định vị xem cái chú chó vừa bị trộm này đang ở đâu. Và đó là một cái thông tin khá là thú vị ngày hôm nay tại Victoria. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm báo thế giới vào lúc 8 giờ tối này. Các bạn xin trân trọng, kính chào.